Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngoài chức năng hành lễ giúp các vương triều tiếp cận với thánh thần, Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của các triều đại Chăm Pa và là nơi chôn cất các vị vua thầy tu nhiều quyền lực. Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn của Ấn Độ cả về kiến trúc thể hiện ở các đền tháp đang chìm đắm trong huy hoàng quá khứ và về văn hóa thể hiện ở các dòng bia ký bằng chữ phạn cổ trên các tấm bia. Trung tâm tôn giáo của một vương quốc Chăm Pa xưa kia, người ta thờ cúng các vị thần của Hindu giáo. Khu vực này là có từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu, là người dân Chăm người ta làm xây dựng các ngôi đền này bằng gỗ để thờ các vị thần Shiva, Vishnu và Rama, ba vị thần tối cao nhất của Ấn Độ. Hiện nay chúng ta còn khoảng 20 ngôi đền tương đối tham quan được. Sau khi vương quốc Chiêm Thành lụi tàn, thánh địa Mỹ Sơn đã chìm trong lãng quên hàng thế kỷ. Đến năm 1885, nó mới được phát hiện. 10 năm sau, các nhà khảo cổ bắt đầu thực hiện các cuộc phát quan, nghiên cứu khu di tích này. Trải qua thăng trầm lịch sử, chiến tranh loạn lạc, nhiều công trình kiến trúc cổ bị hư hỏng. 800 năm rồi không mòn. Chữ này là chữ Sanskrit, mẫu tự của Ấn Độ, chữ phạn cổ. Phạn cổ là phạn Bali, bây giờ thì người ta đọc ra, tập phạn mới người ta đọc ra phạn phạn cổ. Cái này hiện nay là người ta đọc chưa được, chỉ có người ta dịch đâu, giáo sư dịch được đâu chữ thôi. Là nội dung là cái văn bia này là công đức của vị vua cuối cùng của vương quốc Chăm Pa. Mỹ Sơn là điểm duy nhất của nghệ thuật Chăm có quá trình phát triển liên tục từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 13. Vào những năm 700, vua Samhuvaman xây dựng ngôi đền bằng những vật liệu rất bền vững, còn tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đều tu sửa các đền tháp cũ và xây dựng đền tháp mới để dâng lên các vị thần. Những kiến trúc nghệ thuật điêu khắc tinh xảo còn in dấu đậm nét tại Mỹ Sơn. Những năm 1903-1904, những tài liệu cơ bản nhất về bia ký và nghệ thuật kiến trúc Mỹ Sơn được nhà khảo cổ người Pháp tên Fino công bố. Trước kia vị vua đầu tiên của vương quốc Chăm Pa, vua Chăm và Ravaman một á, ông chọn vùng này thứ nhất là có hai ý nghĩa. Một á, là yếu tố một chiến lược quân sự, vì chung quanh là núi bao bọc, mỗi khi kinh thành Simhapura việc mà băng đánh phá thì ta rút quân về đây để phòng ngự, đó là yếu tố quân sự. Yếu tố thứ hai là trung tâm tôn giáo, là nơi thờ cúng ở đây là có nhiều núi chung bao bọc chung quanh, nhiều cây cao bóng mát và có ngọn núi cao á, tượng trưng cho trong có Linga, tức là Shiva Linga. Cái thung lũng này có một đường ra hướng bắc, là hướng tài lộc này, có tượng trưng cho một Yoni, tức là cái này là nói về tín ngưỡng, là bộ sinh thực khí biểu tượng cho âm tính và dương tính. Một điều mà đặc biệt nhất nữa là người Chăm ở đây có hai chức năng, một là cúng dâng các lễ vật cho nhà vua và thần linh, thứ hai nữa là làm lễ nước thánh tải trên có cái tượng thần, mà để đâu có nước thánh tải thì người ta là có. Trên đây có ngọn núi Mahabata, núi Đại Sơn, có dòng suối chảy xuống đây, người ta gọi là suối Thiên. Có vị vua Chăm xưa gọi là suối Thiên, cho nên người ta lấy cái nước đó, người ta dùng nước để hành lễ chứ không dùng nhân. Dùng nước để hành lễ lên trên một Yoni và trên một Linga và Yoni. Theo cái phong tục văn hóa năm miền vua nước, rồi nước chảy xuống, rồi người ta dùng ngõ cao, người ta hứng nước đó. Rồi người ta dùng bông hoa, người ta vẫy thì mọi người chúc sự may mắn, cầu hạnh phúc, cầu quốc thái dân an, cầu thiên hạ thái bình. Còn bao nhiêu nước người ta đổ ruộng lúa, ăn quả cây ra trái, phục vụ con người trí tuệ và thông minh. Đến nay, thánh địa Mỹ Sơn vẫn còn nhiều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.